Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hiển, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ thiên cơ. Sự thật về vận mệnh cuộc đời của con giáp tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Trong 5 năm tới, từ 49 đến 53 tuổi, bí mật làm điều này, được trời thương Phật độ, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, tài lộc phất lên như diều gặp gió, vạn sự hanh thông, tiền vàng nhét chật két, giàu đến già. Quý cô bác anh chị tuổi Bính Thìn sinh 1976 thân mến, hầu hết chúng ta từng loay hoay thiết lập hướng đi cho tương lai của mình, để rồi sau đó, chứng kiến con tàu của đời mình cứ trôi chạy lòng vòng và va vào đủ thứ loại cản trở. Có người buộc phải dừng bước hoặc gục ngã, nhưng cũng có người lại kiên cường đứng lên để tiến về phía thành công. Chỉ khi vượt qua mọi chướng ngại vật thì tấm bản đồ hiển nhiên sẽ bày lộ ra trước mắt, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu khúc mắc đều được tháo gỡ, và thế là con tàu cuộc đời của ta chỉ việc căng buồm lao băng tới thành công. Và cuộc đời của người tuổi Bính Thìn sinh 1976 cũng là một câu chuyện được kể như vậy, tuổi trẻ nếm bao đắng cay, vấp ngã, thậm chí là mất mát, thất bại. Nhưng trong 5 năm tới thì cuộc đời của quý mệnh chủ sẽ trở nên như con diều gặp gió, thẳng cánh vươn tới thành công, giàu sang, phú quý và quyền lực. Vậy, để biết được vận trình trên cuộc đời của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong 5 năm tới, từ 49 đến 53 tuổi, sẽ diễn ra như thế nào, thì xin mời quý khán giả cùng đi tìm hiểu với Minh Đường Tử Vi qua lá số tử vi như sau. Trước khi đi vào lá số tử vi chi tiết, ta cùng ngẫm lại đôi điều về những nét riêng trong tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Trời sinh Bính Thìn là người chính trực, cương nghị, luôn đứng về phía lẽ phải. Tuy nhiên, đôi lúc họ có chút bất mãn với thời cuộc, không hài lòng với những bất công trong xã hội. Người này không có duyên bạn bè, bạn ít, mà hầu hết đều là những người chỉ chung vui, chứ không cùng chịu khổ. Tính cách của Bính Thìn hoạt bát, sôi nổi, nhưng trái lại cũng không kém phần nhạy cảm và tinh tế. Bính Thìn là người chính trực, vô tư, nghiêm khắc với bản thân, đòi hỏi cao với bạn bè, công tư phân minh, không vì lợi lộc mà bán rẻ lương tâm. Họ không khéo trong chuyện xã giao, cũng không biết làm mồm nịnh bợ. Người này luôn ôm trong mình hào khí ngất trời, lý tưởng cao xa, tài năng hơn người, khiến họ dễ dàng giành được thành công trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Chỉ cần cố gắng và giữ nghị lực thì thành công không nằm ngoài tầm tay. Bính Thìn bề ngoài có vẻ chững chạc, trưởng thành, nhưng nội tâm họ vẫn giữ nét ngây thơ, trong sáng của trẻ thơ, bản tính vui vẻ, lạc quan, cũng rất thích hài hước. Có thể nói đây là người mang tổng thể phức tạp, với nhiều mâu thuẫn đối lập, vừa tài hoa lại vừa ngây ngô, vừa chăm chỉ lại vừa hay than thở, vừa vui vẻ lại buồn ngay được. Song nói chung thì họ là người có thể tin cậy được. Bính Thìn là người thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là những người thông minh, sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén, nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Người tuổi Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, Bính Thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Bính Thìn mệnh thổ, rất lương thiện, dễ mùi lòng. Đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách không rõ ràng,
nên cuộc sống của họ khá bình yên. Thực ra, người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ, thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo, quản lý xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Tuổi Bính Thìn nữ mệnh rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, với vẻ ngoài thanh lịch, họ dễ tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, đặc biệt là người khác giới. Nụ cười luôn rạng ngời trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Người tuổi Bính Thìn sống bao dung, chân thành, vì vậy bạn bè, người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm tâm sự. Nhưng tuổi Bính Thìn lại giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Phụ nữ tuổi Bính Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách, ăn mặc không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Bính Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ váy áo sexy. Phụ nữ tuổi này trông bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu, đôi lúc đa sầu, đa cảm. Họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác. Tuổi Bính Thìn nam mệnh có tính cách thay đổi khá nhanh. Họ là những con người say mê quyền lực, khá ngông cuồng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, những người này lại gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy ngông cuồng, kiêu ngạo, nhưng họ lại sở hữu một tính cách vị tha, khoan dung. Lúc nào họ cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ, thì một cuộc sống đa sắc màu rực rỡ mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Người tuổi này cũng có những tính xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ những người khác mà không cần lý lẽ và có những suy nghĩ khá lạ đời. Người tuổi Bính Thìn thường gặp những trắc trở nho nhỏ trong thời thơ ấu. Từ nhỏ, bạn đã yêu cầu quá nhiều ở những người thân, cho nên hoàn cảnh xung quanh không mấy hoàn hảo đối với bạn. Mặt khác, cá tính độc lập sẽ khiến bạn gặp nhiều phiền toái không cần thiết khi đến thời trung niên, vì bạn luôn muốn nổi bật trong đám đông. Như vậy, thường khiến người ta ghen ghét, đố kỵ, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm. Bạn nên chú ý điều tiết mối quan hệ với những người xung quanh, có nhiều chuyện cũng nên hỏi ý kiến người khác. Nhưng khi về già, tuổi Bính Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Bính Thìn vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế, bởi vậy họ không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều, tuy họ biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Hơn nữa, thông thường đối với họ, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Quan điểm về tài lợi của họ quả chính xác và sáng suốt. Nếu có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng, nếu có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, Bính Thìn có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của họ, nếu thu nhập nhiều nghĩa là chi tiêu cũng lớn. Cho nên, nếu muốn dành dụm tiền một cách có kế hoạch, thì hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu để gia tăng và giữ gìn tài sản. Lòng tự tôn cao thúc đẩy họ có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ lòng tự tôn ấy, thì thường chỉ để thỏa mãn sự say mê hư danh mà thôi. Dù Bính Thìn có thể kiếm được ra rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Vì vậy, bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc. Nếu không, bạn sẽ luôn luôn bị thiệt thòi. Những người tuổi Bính Thìn thuở nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi. Khi lớn lên, khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng tuổi Bính Thìn phô trương, tự tin một cách thái quá. Tuổi Bính Thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền. Điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên để phát triển bản thân mà Bính Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi,
lùi bước trước khó khăn. Ngược lại, Bính Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Bính Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Không ít tuổi Bính Thìn chưa đến 40 là đã có tất cả. Nhìn chung, một khi Bính Thìn đã bắt tay làm việc gì, thì sẽ tạo được thành quả ngoài mong đợi. Càng lớn tuổi, Bính Thìn càng được quý nhân phù trợ nhiều, ngày càng giàu có, sung túc, sống cuộc đời viên mãn. Tiếp theo chương trình, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả hãy cùng đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi trên các phương diện chính của cuộc sống dành cho tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, cụ thể vận trình như sau. Xét về phương diện tài lộc, Bính Thìn có khả năng kiếm được khá nhiều tiền nhưng lại chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Nguyên nhân là lối sống ưa hưởng thụ và không có kỹ năng quản lý tài chính. Họ coi việc tiêu tiền là một trong những cách để giải tỏa căng thẳng. Vậy nên, khi Bính Thìn càng cảm thấy bị áp lực, thì lại càng mua sắm nhiều vào những thứ đồ vô bổ. Bên cạnh đó, họ cũng chi tiêu rất hào phóng cho các mối quan hệ, mà không cảm thấy hối tiếc khi bỏ tiền ra tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè, người thân. Nghị lực mềm yếu là nhược điểm lớn nhất của Bính Thìn. Khi đối mặt với khó khăn, họ dễ thoái chí, nản lòng và đánh mất phương hướng. Họ thường xuyên né tránh hiện thực, không dám đương đầu trực tiếp với thử thách. Bính Thìn cần phải có ý thức rèn luyện ý chí để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, người tuổi Bính Thìn thường ngại gian khổ trong công việc. Họ chỉ tỏ ra nhiệt tình, chăm chỉ với những việc mà họ yêu thích. Còn đối với những nhiệm vụ khiến họ cảm thấy áp lực thì sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Chỉ khi nào biết chấp nhận, hy sinh công sức và trí tuệ để nghiên cứu chuyên sâu thì lúc đó bản mệnh mới có thể bứt phá trong sự nghiệp. Nam mệnh Bính Thìn tuổi Hợp làm ăn, trong công việc, bản mệnh nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc, sẽ giúp cho mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp khó khăn, trở ngại, mà tiền thì vào như nước. Đó là các tuổi như Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thìn, Tân Hợi và Nhâm Tý. Tuổi Đại Kỵ, nam mệnh Bính Thìn không nên kết hôn hay cộng tác trong công việc với những tuổi xung khắc như Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi việc phải thận trọng và giản dị hết mức, quan trọng nhất vẫn là ở hiền gặp lành, làm nhiều việc thiện, tích phúc tích đức thì trời Phật sẽ phù hộ, tai họa sẽ được hóa giải. Ngày giờ xuất hành hợp lý nhất, thời điểm hoàng đạo của Bính Thìn nam mệnh là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ, mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ và may mắn, ít gặp khó khăn, trở ngại và luôn được thành công. Nữ mệnh Bính Thìn tuổi Hợp làm ăn, bản mệnh nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc thì sẽ thuận lợi hơn cho công việc làm ăn. Đó là các tuổi như Ất Tỵ, Bính Ngọ và Mậu Thân. Khi kết hợp với những người này, mọi việc sẽ suôn sẻ, ít gặp trắc trở, thu về nhiều thành công và tiền bạc, mưu sự tất thành, đại cát đại lợi. Tuổi Đại Kỵ, nữ mệnh Bính Thìn không nên cộng tác làm ăn hay kết hôn với các tuổi xung khắc với mình. Đó là Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, thời điểm hoàng đạo cho Bính Thìn nữ mệnh xuất hành là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Khi xuất hành vào khung giờ này, mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu được nhiều tài lộc, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Người tuổi Bính Thìn khẳng khái, chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo, bản tính lạc quan, yêu đời, nhân duyên tốt. Lại không bao giờ so tính thiệt hơn, đến hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân các tuổi Bính Thìn đã có số vượng tài, đặc biệt là từ 49 tuổi, sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Bản mệnh hãy cứ chiêm nghiệm thực tế, sẽ thấy rất rõ điều này, công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc, thì không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoành tài bất ngờ, có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới, như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế thì mới có được thành công. Từ nay trở đi, hãy nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian, nên dồn công sức cho một việc thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Bính Thìn là những người có tố chất lãnh đạo
và họ thích được như vậy. Họ không hề thiếu tự tin và rất giỏi trong việc khai trí thông minh, tài năng và năng lượng. Kỹ năng phi thường này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho họ đạt được những điều tuyệt vời. Các công việc cho phép vận dụng khả năng sáng tạo đều phù hợp với họ. Thành công thường đi theo người tuổi rồng. Họ là những người có ý tưởng vĩ đại. Với năng lực của mình, Bính Thìn có thể làm những điều tưởng chừng như không thể. Đối với họ, không có chướng ngại nào mà không thể vượt qua. Họ như một cơn gió cuốn phăng mọi thứ. Đây chính là những người giàu trải nghiệm nhất, chẳng bao giờ e sợ mạo hiểm về tài chính cũng như sự nghiệp, vì lúc nào họ cũng có thể xoay sở được tình huống để vượt qua nó. Với tính quyết đoán, Bính Thìn mang đến một làn gió mới trong công việc mà họ đã chọn, nhưng có lẽ tài năng mà họ có được sẽ thích hợp nhất với thế giới giải trí. Trong kinh doanh, Bính Thìn là người dùng lý trí hơn là tình cảm, song nếu ai cần sự giúp đỡ thì họ sẽ sẵn sàng làm ngay. Trong giao dịch, Bính Thìn rất thẳng thắn, luôn đi thẳng vào vấn đề cần bàn và công khai biểu lộ quan điểm của mình. Khi Bính Thìn đã ra quyết định thì họ sẽ tiến hành ngay, không hề ân hận về những gì mình đã làm. Nữ doanh nhân tuổi Bính Thìn thích tranh đấu, cạnh tranh trong doanh nghiệp, đôi khi lao vào các sự việc không hợp với họ. Trong làm ăn và giao tiếp, Bính Thìn không trọng hình thức và các động thái ngoại giao, chỉ cần nội dung công việc, song tâm hồn lại rất phong phú, lãng mạn. Doanh nhân tuổi Bính Thìn cũng là người rất độ lượng, khoan dung. Khi không vừa ý, họ liền nói thẳng và sẽ không để bụng. Họ cũng là người của công việc, thích sống và làm việc một mình, rất tự tin trong cuộc sống. Bính Thìn nên chú ý, hãy điều tiết mối quan hệ với những người xung quanh. Khi về già, Bính Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Bính Thìn vốn là người thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bởi vậy, bản thân không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều, tuy họ biết cách quản lý tiền bạc, nhưng lại không sao chuyên tâm theo đuổi vinh hoa phú quý. Hơn nữa, thông thường đối với họ, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều mà họ mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Những người tuổi Bính Thìn thuở nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi. Khi lớn lên, khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng Bính Thìn phô trương, tự tin một cách thái quá. Bản thân Bính Thìn luôn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền, điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên phát triển bản thân mà Bính Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi hay lùi bước trước khó khăn, ngược lại, còn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Bính Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Xét về phương diện sức khỏe, xem tử vi chi ra rằng cung thọ chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, đời người. Vì thế trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể vãn hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn thế nào cũng vô tác dụng. Người tuổi Bính Thìn sức khỏe rất tốt, tuy nhiên vẫn nên chú ý các vấn đề về gan, vì gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương, nóng lạnh, điều tiết máu. Bính Thìn cần phải chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, Bính Thìn là người rất có lý tưởng, nên yêu cầu bất cứ chuyện gì cũng phải thập toàn thập mỹ. Họ rất nghiêm khắc với bản thân và người khác, vì thế những gì mà bản thân bỏ ra cũng luôn nhiều hơn người bình thường. Tuy cố chấp nhưng rất nhiệt tình và khẳng khái, nên luôn được mọi người yêu mến. Thông thường Bính Thìn ít khi chủ động yêu người khác và hiếm khi buồn rầu về chuyện tình yêu. Đa số các trường hợp là họ bỏ rơi người ta, chứ chẳng mấy ai lìa bỏ họ. Dù Bính Thìn tỏ ra khá thụ động trong tình yêu, nhưng do nghiêm khắc với bản thân, khẳng khái nhiệt tình giúp người khác, nên cũng khá thuận lợi trong chuyện tình cảm. Mọi thứ đều đi qua êm đẹp. Sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc. Vì vậy, phải giữ gìn và trân trọng niềm vui ấy, nhất thiết không được mơ mộng hảo huyền, tuy vẫn hoài niệm về quá khứ.
Nhưng những gì đã qua đều trở thành dĩ vãng, bản mệnh hãy nên hiểu điều này. Nói chung, nữ giới tuổi Bính Thìn dễ vướng vào lưới tình. Khi đó, liền chú ý chăm chút bản thân, say đắm trong vòng tay người yêu. Bản thân luôn mong người yêu thấu hiểu được sự chân thành của mình và đáp lại nồng nàn như thế. Bản thân cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào, thắm thiết mà không giấy bút nào tả xiết. Bản mệnh cũng sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương, rồi mới quyết định coi họ là nửa kia của mình. Trong suốt cuộc đời, luôn tình nguyện gánh vác trách nhiệm, vợ hiền dâu thảo, với họ, lo liệu việc nhà, chăm sóc chồng con, luôn là niềm vui của cuộc sống. Do đã trải qua sự lựa chọn thận trọng, lý trí, nên tình yêu của họ với chồng như dòng sông chảy mãi, sẽ vượt qua mọi thử thách cam go. Trong cuộc sống gia đình, bởi lẽ gia đình đối với họ là rất quan trọng, thiêng liêng, nên đôi lúc họ tỏ ra quá hấp tấp, nóng vội, song không mất đi nét đáng yêu của người vợ hiền. Khi nam giới tuổi Bính Thìn ở bên ý trung nhân, anh ta sẽ rất lúng túng, bối rối, tuy là quan tâm, chăm sóc dịu dàng với người yêu, song do bản tính mẫn cảm, nên đôi khi cũng sẽ giận dỗi, vùng vằng, làm lẫn lộn giữa tình yêu với bạn gái và tình yêu dành cho mẹ. Vì lòng tự trọng cao, ngoài nỗi sợ bị tổn thương, thì họ rất sợ làm tổn thương đối phương, nên sẽ hết sức nâng niu người yêu, luôn chăm sóc người yêu từng ly, từng tí, song vẫn rất hay ghen. Khi đang yêu thì sẽ bộc lộ bản tính đa sầu, đa cảm, vẻ ngoài tuy trầm tĩnh, nhưng khi đã kết hôn thì lại tỏ ra khá cô độc, tính khí thất thường. Tuy vậy, họ lại vẫn vui vẻ giúp vợ làm việc nhà. Nam mệnh tuổi Bính Thìn đúng là một mẫu chồng điển hình. Nam mệnh chuyện nhân duyên được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người được hạ sinh vào tháng 2, tháng 3 và tháng 9 âm lịch, tình duyên có thể sẽ thay đổi đến 3 lần thì mới tìm được bến đỗ cho cuộc đời. Những ai sinh vào tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 11 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới được chung sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời với người mình yêu thương. May mắn nhất là những ai sinh vào tháng 1 và tháng 12 âm lịch, họ không phải trải qua lần thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ hạnh phúc, viên mãn với tình yêu duy nhất của cuộc đời mình. Nữ mệnh chuyện nhân duyên được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch phải trải qua nhiều cuộc tình đau khổ. Cuộc sống sau kết hôn sẽ không tốt đẹp như họ tưởng tượng. Sau kết hôn, cuộc sống gia đình có thể xảy ra những khúc mắc, khó khăn. Nhưng nếu biết cảm thông, chia sẻ và một lần nữa tin tưởng ở nhau thì tình cảm sẽ được cải thiện lên đáng kể. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch không có nhiều may mắn trong tình cảm. Nhưng sau kết hôn Bính Thìn thì sẽ khác. Cuộc sống tươi đẹp, gia đình đầm ấm hạnh phúc bên người thân yêu. Những người sinh vào các tháng 3, 6, 7, 11 và 12 âm lịch sẽ rất có may mắn về mặt tình duyên. Cuộc sống sau hôn nhân êm ấm và hạnh phúc. Nữ Bính Thìn sinh vào các tháng này sẽ đem đến nhiều tài lộc cho người chồng. Vậy, vận trình lưu niên của tuổi Bính Thìn 1976 trong 5 năm tới diễn ra như thế nào, biến động ra sao? Vận trình tuổi Bính Thìn 1976 gặp năm Thìn. Căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Thìn, nhìn chung trong năm mệnh chủ cứ cố gắng thì vẫn gặt hái được thành quả nhất định. Giữa năm là thời điểm có nhiều trở ngại nhất, cần phải cẩn thận hơn khi hành xử. Vận trình tuổi Bính Thìn 1976 gặp năm Tỵ cho thấy được các tinh nâng đỡ, nên vận trình của mệnh chủ có khởi sắc rõ rệt hơn so với những năm trước đó. Vì thế nếu đã lên kế hoạch thực hiện việc gì thì nên bắt tay vào làm ngay, chớ chần chừ do dự. Tuy nhiên thời điểm này sức khỏe bất ổn, đặc biệt nam giới cần cẩn thận họa huyết quang, đi xa không nên đi một mình. Khi rảnh rỗi thì chú ý rèn luyện sức khỏe. Vận trình tuổi Bính Thìn 1976 gặp năm Ngọ. Năm nay hành sự bất lợi, nhiều khó khăn bất chợt xuất hiện, khiến cho các kế hoạch phải chững lại, tình hình tài chính cũng không hành thông. Cần chú ý kẻ xấu ghen tị với những gì mà mệnh chủ đang có. Cuối năm mọi việc có vẻ bình ổn hơn, nhưng vẫn không thể lơ là. Mệnh chủ nên chú ý hành thiện tích đức, cẩn trọng kết giao. Vận trình tuổi Bính Thìn 1976 gặp năm Mùi. Tình hình tài lộc của mệnh chủ trong năm có tốt, có xấu. Con giáp này dễ phát tài bất ngờ, nhưng cũng dễ phải dùng tiền để giải quyết sự cố, chữa chạy bệnh tật. Trong năm cũng cần phải cẩn trọng, kẻo kẻ tiểu nhân xuất hiện phá hoại mối quan hệ giữa mệnh chủ và người thân, bạn bè xung quanh. Vận trình tuổi Bính Thìn 1976 gặp năm Thân cho thấy đầu năm là thời điểm thích hợp để mệnh chủ tiến hành đại sự,
giữa năm nên tập trung cho công việc, không nên quan tâm đến thị phi bên ngoài. Cuối năm có thể có cơ hội phát tài bất ngờ, song mệnh chủ không nên tham lam hoặc nóng vội, cần biết dừng lại khi đã thấy đủ. Trong 12 con giáp, rồng là biểu tượng của sự vượng giả. Có thể nói bính thìn cũng thích hợp với lĩnh vực kinh doanh, nhưng họ thường không tiếp nhận ý kiến của người khác. Xem tuổi hợp làm ăn, bính thìn có năng lực thì có thể tự mình làm nên sự nghiệp, hợp tác cùng người khác thì có thể lại sinh ra mâu thuẫn, quan hệ nhanh chóng tan vỡ, mỗi người một ngã, nhưng cũng thành công giàu có và đắc lộc nếu kết hợp với tuổi phù hợp. Vậy bính thìn nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để thuận lợi hơn trong công việc và may mắn hơn trong cuộc sống? Người tuổi thìn với tuổi tí. Có thể nói rằng, sự kết hợp của thiên vật tí là rất hoàn hảo, dù là trên phương diện tình bạn hay tình yêu, những nét tương đồng về sở thích, tính cách là nền tảng cho hai tuổi này bắt đầu một mối quan hệ đẹp, vững chắc, rồng sẽ luôn tìm cách che chở và mang lại cho chuột một cuộc sống sung sướng, an nhàn, và ngược lại chuột sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc, chia sẻ và giúp đỡ rồng trong cuộc sống. Đôi khi giữa hai tuổi này cũng xảy ra những mâu thuẫn, tuy nhiên, họ không bao giờ giận dỗi được quá lâu và để thìn gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào trong công việc, tí sẽ luôn là những người bên cạnh giúp đỡ. Họ làm việc với nhau rất ăn ý ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, sự mạo hiểm của thìn cũng khiến cho tí không hài lòng. Tuổi thìn và tuổi sửu. Nhìn thoáng qua chúng ta sẽ thấy, tuổi thìn và tuổi sửu có nhiều nét tính cách trái ngược nhau. Thìn thích giao tiếp, tự tin thể hiện tài năng của mình trước đám đông. Sửu lại thích một không gian yên tĩnh, ít người. Tuy nhiên, hai tuổi này sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi hợp tác làm ăn. Tuổi sửu cẩn thận, chắc chắn, còn tuổi thìn quyết đoán và thông minh. Họ bù trừ cho những thiếu sót của nhau và cùng chung tay hướng tới một mục tiêu lý tưởng. Thêm vào sửu khi hợp tác làm ăn, sẽ đem lại hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công. Tuổi thìn và tuổi dần. Ngay từ những lần đầu gặp gỡ, tuổi thìn và dần đã cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn mạnh mẽ của đối phương trên phương diện tình yêu. Đây là sự kết hợp của cặp đôi khá ăn ý, hòa hợp. Thìn và dần có nhiều điểm chung trong tính cách và sở thích. Họ có thể quấn quýt với nhau cả ngày không rời. Khi kết hôn họ sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hòa thuận, hạnh phúc yêu thương lẫn nhau. Nhưng ngược lại trên phương diện làm ăn, mối quan hệ của hai người này dễ bị rạn nứt, đổ vỡ, đều muốn giành quyền lực, địa vị về tay mình. Còn thìn lại không bao giờ chấp nhận là người đứng thứ hai. Họ dễ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng trong quan niệm. Không ai chịu nhường ai. Tuổi thìn và tuổi mão. Thìn và mão có sự đối lập hoàn toàn về tính cách, sở thích, nhưng may mắn sự đối lập này lại là nền tảng để gắn kết mối quan hệ. Họ giúp nhau khắc phục những thiếu sót để hoàn thiện, phát triển bản thân hơn. Thìn sẽ luôn tin tưởng vào sự trung thành, chân thật của mão, sẽ mang lại hiệu quả cao nếu như thìn và mão hợp tác làm ăn với nhau. Họ có nhiều ý kiến sáng tạo, khác biệt, nhưng có cùng chung mục tiêu lý tưởng phấn đấu. Thìn sẽ là trợ thủ giúp mão xây dựng một sự nghiệp vững chắc, vẻ vang. Tuổi thìn với tuổi tỵ. Nếu biết nhường nhịn, lắng nghe, thấu hiểu, thì mối quan hệ của thìn và tỵ sẽ trở nên gắn bó, lâu dài hơn, sẽ cùng xuất hiện trước đám đông. Tỵ luôn ngưỡng mộ sự tự tin, khéo léo trong giao tiếp của thìn. Họ dễ dàng tìm thấy điểm chung trong tính cách, sở thích của nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ có phát triển và trở nên thân thiết được hay không, còn dựa vào sự thấu hiểu. Nhường nhịn từ hai bên, tỵ sẽ là người mang lại may mắn, thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi thìn. Khi trở thành đối tác làm ăn, họ dễ dàng phối hợp ăn ý và đạt hiệu quả cao. Hơn nữa, mối quan hệ đồng nghiệp này sẽ càng trở nên sâu sắc, gắn bó, giữa họ có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tuổi thìn và tuổi ngọ. Thìn và ngọ đều là những người có tính cách hướng ngoại, cởi mở, thân thiện và thích giao tiếp. Họ sẽ phá tung không gian yên tĩnh xung quanh bằng những tiếng cười nói vui vẻ. Dù trên phương diện nào, mối quan hệ của thìn và ngọ cũng khá lý tưởng. Hai tuổi này cũng có thể hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh. Với đầu óc tính toán nhanh nhạy, chính xác của thìn và con mắt nhìn xa trông rộng của ngọ, sự kết hợp này sẽ giúp họ không ngừng phát triển, gặt hái được nhiều thành công. Tuổi thìn và tuổi mùi. Nếu thìn và mùi nghiêm túc trong chuyện tình yêu, hai tuổi này có thể sẽ trở thành một cặp đôi khá ăn ý, hòa hợp với nhau. Tuy nhiên, giữa họ có nhiều điểm tính cách trái ngược, mâu thuẫn với nhau. Mùi thích tự do, độc lập, sẽ không bao giờ chịu nghe theo sự kiểm soát của tuổi thìn. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi thìn và tuổi mùi sẽ hỗ trợ lẫn nhau, đem lại hiệu quả cao, thì luôn đưa ra những sáng kiến mới mẻ, độc đáo, sẽ luôn là người biến những ý tưởng ấy trở thành hiện thực.
tuổi Thìn và tuổi Thân. Thìn và Thân có khá nhiều điểm chung trong tính cách, sở thích. Tuy nhiên, do tính cách quá mạnh mẽ mà hai tuổi này thường có những mâu thuẫn, không ai chịu thua, nhường nhịn ai. Hai tuổi này sẽ hòa hợp trên phương diện làm ăn hơn, họ sẽ dễ trở thành những đối tác đáng tin cậy, trung thành, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Cặp đôi này khéo léo trong cách giải quyết những khó khăn, thử thách, bởi vì Thìn và Thân đều ưa mạo hiểm. Những kế hoạch cụ thể và phán đoán chính xác là điểm mạnh mà hai tuổi này cần phát huy. Tuổi Thìn và tuổi Dậu. Khi yêu, Thìn và Dậu không quá phô trương, lãng mạn, nhưng họ rất tâm huyết với mối tình của mình. Họ biết cách quan tâm lẫn nhau, đặc biệt tình cảm ngọt ngào của Thìn luôn khiến Dậu cảm thấy tin tưởng, hạnh phúc. Dậu sẽ luôn là người lo cho gia đình, ngôi nhà của họ. Thìn sẽ yên tâm hơn khi làm việc. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, Thìn và Dậu sẽ phối hợp rất ăn ý và đạt được hiệu quả cao. Thìn sẽ luôn là người tiên phong, giải quyết công việc, còn Dậu sẽ chịu trách nhiệm về kinh tế, tiền bạc. Mối quan hệ của hai tuổi này ngày càng sâu sắc, gắn bó, dựa trên sự tin tưởng, thấu hiểu lẫn nhau. Tuổi Thìn và tuổi Tuất. Thìn và Tuất không những có nhiều điểm trái ngược nhau về tính cách, mà còn có cái tôi khá cao. Họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bất đồng, rồi là những chuyện vô cùng nhỏ. Tuất và Thìn sẽ kết hợp hoàn hảo trên phương diện hợp tác làm ăn. Thìn mạnh mẽ quyết liệt, nhưng cũng rất cần đến sự trung thành, giúp đỡ của Tuất. Họ hăng say làm việc, chăm chỉ và cần cù. Họ sẽ là động lực của nhau trong những lúc khó khăn. Đôi lúc, sự mạo hiểm của Thìn khiến cho Tuất cảm thấy không an toàn, sợ hãi. Tuổi Thìn và tuổi Hợi. Xét trên phương diện tình bạn hay tình yêu, Thìn và Hợi đều dần trở thành một cặp đôi tuyệt vời, lý tưởng. Thìn dễ dàng bị thu hút trước vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang của Hợi. Họ dễ dàng tìm được tiếng nói chung ngay từ những lần gặp đầu tiên. Trên phương diện hợp tác làm ăn, họ sẽ trở thành nguồn cảm hứng thúc giục Thìn tự tin tiến lên phía trước, phát triển sự nghiệp của mình. Tuy không thông minh, sắc sảo, nhưng khi gặp khó khăn thì đều sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình. Thìn rất mạnh mẽ trước những khó khăn, thử thách, nhưng không phải lúc nào cũng có những phán đoán chính xác, nhanh chóng. Bởi vậy sự có mặt của Hợi là rất cần thiết. Hai tuổi này dễ dàng phối hợp hiệu quả với nhau và gặt hái được nhiều thành công. Và ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng đi vào luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức là tháng Giêng, là tiết Tân Xuân. Tuy rằng đất trời giao hòa, nhưng với tuổi Bính Thìn là sinh không gặp thời, rồng không có chỗ bay lên, có tài cầm binh khiển tướng, có ý chí lãnh đạo cao xa, nhưng không có đất dụng võ, làm việc gì cũng gặp phải khó khăn, có công làm lụng mà chẳng được hưởng thành quả về mình. Phúc vận từ tổ tông bạc bẽo, cha mẹ anh em không giúp đỡ được nhiều, phải tự mình độc lập tự cường, chịu nhiều vất vả mới làm nên sự nghiệp. Người này ôm trong mình hoài bão cao xa, có nhiều lý tưởng, cũng có tài năng hơn người, nhưng không tìm được cơ hội để thể hiện, là mẫu người có tài mà không có đất để dụng võ, không có người hỗ trợ. Họ phải đơn thương độc mã gây dựng mọi thứ bằng chính hai bàn tay trắng, vì thế mà khó nên đại nghiệp. Sinh vào tháng này trong năm, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, đều không đặt nặng vấn đề lập gia đình, đa phần đều kết hôn rất muộn. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 theo lịch âm, rơi vào tiết Kinh Chập, người này số phận may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thành công vang dội. Người này có địa vị khá cao trong xã hội, được nhiều người kính nể và ngưỡng vọng. Người cầm tinh con rồng sinh tháng này trong năm, có tài trí hơn người, văn võ song toàn, có thể thăng tiến cao như rồng bay về trời. Họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, song đôi khi có phần cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Có điều, sự thành công là tấm huy chương, đảm bảo cho họ giành được lòng tin và ngưỡng mộ của người xung quanh. Sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùm kéo tới không ngừng, cả đời vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn, là mẫu người danh lợi song toàn, đại phú đại quý. Người tuổi này có mệnh quý nhân, tài lộc dư dôi, có cơ mây làm nên đại nghiệp, công thành danh toại, đức cao vọng trọng, địa vị cao sang, nhiều người kính nể, có quyền có thế. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch theo lịch vạn niên, đất trời và tiết Thanh Minh, người này thông minh, nhỏ nhã, là bậc kỳ tài,
ý chí kiên cường. Họ không dễ dàng khuất phục trước khó khăn, công danh tiền tài như ý muốn, hoạn lộ hanh thông, luôn ở vị trí dẫn đầu, được nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 3 âm lịch là tháng sinh của người cầm tinh con rồng, đa tài, đa nghệ, chí dũng sông toàn, ôm trong mình nhiều hoài bão lớn, tham vọng ý chí ngất trời, có khả năng quản lý và lãnh đạo rất tốt. Người này có thể gây dựng được vị trí của mình, từ trong khốn khó, giành được sự chú ý của đám đông, sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ, nên vô cùng thuận lợi, bưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng, địa vị cũng theo đó mà lên cao mãi, thăng quan tiến chức, không phải chuyện gì quá xa xôi, đa phần người này đều làm nên nghiệp lớn, vang danh bốn bể. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 đúng vào tiết lập hạ, đây là người có ý chí cao xa, có ý nguyện rời non lấp bể, là bậc kỳ tài hiếm, có uy phong hiển hách. Chú rồng này có số mệnh nắm giữ vương quyền, thống soái thiên hạ, danh lợi song toàn. Người tuổi này có vận số cực kỳ tốt, công danh lợi lộc không thiếu thứ gì, được muôn người trọng vọng, kính nể. Họ là người có chí lớn, tài hoa, xuất sắc hơn người, có sức khỏe tốt, tinh lực dồi dào, tính cách cương trực, thẳng thắn, ghét sự xấu xa, giả dối. Nam mệnh phần lớn thích hợp theo nghiệp binh trường, có thể vì quốc gia mà hy sinh thân mình, làm nên nghiệp lớn. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch nằm trong tiết mang trùng, người này chuyên làm việc lớn, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn, kiên cường, có thể vượt mọi khó khăn, tự mình tạo ra uy quyền cho mình, công danh sự nghiệp đủ đầy, thăng tiến ầm ầm, không gì cản nổi. Người tuổi này là bậc kỳ tài, họ có nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao cực kỳ thuận lợi, giúp ít nhiều cho cả công việc và cuộc sống, là người có tài lãnh đạo, có thể thống soái vạn người. Tuy nhiên, tính tình có phần cổ quái, lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền, luôn làm theo ý mình, nếu không tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân, thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở muộn phiền, số mệnh phú quý. Vận mệnh của người tuổi này, đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, danh tiếng lẫy lừng khắp núi sông, là nhân tài cường cục quốc gia. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người này cũng có tài năng, nhưng nếu sinh không đúng giờ cát lành, thì cuộc đời dễ gặp phải nhiều điều trắc trở về sự nghiệp, tiền bạc, thiếu thốn, khó khăn bùa vây, như rồng mắc cạn, như hổ xuống đồng bằng. Người tuổi này sinh đúng khi tiết trời bắt đầu nóng bức, tài hoa hơn người, nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công, cha mẹ, anh em không giúp đỡ được nhiều, tuy học hành giỏi giang, thông minh, lanh lợi, nhưng lại chẳng được thần may mắn đái thương. Nếu đi theo con đường kinh doanh, tài lộc bất ổn, khi thăng khi trầm, lên xuống bất định, tuy không lo chuyện cơm áo, nhưng sự nghiệp khó bề phát triển, kể cả có thăng tiến, thì cũng không giữ được phong độ lâu dài. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, người này thông minh, đỉnh ngộ, chu toàn, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực, bất cứ chuyện gì người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãm hại. Người tuổi này cuộc đời hạnh phúc, thành công, tài đức song hành, trí tuệ hơn người, họ may mắn được anh em, bạn bè giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều, cũng là người vượng vận quý nhân. Đường sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, chỉ cần đề ra mục tiêu là nhất định sẽ đạt được. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết Bạch Lộ, người sinh tháng này cầm tin con rồng, là nhân trung học, khí chất nho nhã, phong lưu, thích giao du bạn bè, kết bạn bốn phương. Người này tư chất hơn người, vẻ ngoài nho nhã, điềm tĩnh, có sức hút rất lớn với người khác phái, họ có tài năng xuất chúng. Tính tình hiền hòa, cư xử có chừng có mực, được nhiều người yêu mến và kính nể. Họ thích gần gũi với thiên nhiên, đam mê xê dịch, yêu du lịch, chí hướng cao xa, tham vọng to lớn. Bản thân người này có thể nhờ học hành mà ghi danh bảng vàng, thành danh rực rỡ, có lộc về đường quan chức, được quý nhân tương trợ. Nên những chú rồng này gặp hung hóa cát, dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công, tài lộc ầm ầm kéo tới, cả đời được hưởng phúc lộc, bình an tự nhiên mà có. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, người này tính tình điềm đạm, chín chắn,
tâm địa thiện lương, trung thực, thật thà, cũng là người trọng chính nghĩa, sẵn sàng xả thân vì việc lớn, họ có tâm tạo phúc nên được hưởng phúc dày, vạn sự như ý, cát khánh bình an. Đây là người ôn hòa, nho nhã, hiền lành, đôn hậu, tuy nhiên cũng có lúc có phần cố chấp, ngang ngạnh, song vẫn kiểm soát được bản thân, khí chất bộc lộ ra ngoài, thể hiện tài trí hơn người, khiến những kẻ xung quanh đều phải kinh ngạc. Họ dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều, nên nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại, nhưng họ cũng không lùi bước, mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, người này không cần phải vất vả quá nhiều, tài năng làm nên vẫn có được thành công. Tuy nhiên, ý chí người này không cao, sợ khó, sợ khổ, sợ thất bại, nên không chịu dấn thân tiến bước, cuộc đời an phận thủ thường, không màng danh lợi, không cần sự nghiệp cao xa, không thèm chức cao vọng trọng. Người tuổi này là điển hình của mẫu người thích những gì an toàn và ổn định. Họ tin vào ông trời sắp đặt, chấp nhận số phận dành cho mình, được những điều gì thì yêu lấy điều đó, không giành giật, cũng không ganh tị với ai. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trời và tiết đại tuyết, băng tuyết lấp đường, chẳng còn lối đi, tứ phía bùa vây, toàn chướng ngại. Người này thiếu sự quyết đoán, nếu có thất bại thì cũng khó lòng vượt dậy tinh thần, mặc dù có tham vọng nhưng lại chưa thực hiện được, làm lụng vất vả mà không có được thành công, không được hưởng thành quả. Người này có tài hoa xuất chúng, ôm nhiều lý tưởng và hoài bão, song cuộc đời thiếu may mắn, không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình. Khi có cơ hội không phải không biết nắm bắt, mà sau có kẻ xấu rình rập, hãm hại, làm lỡ mất thời cơ, nên đành ôm hận. Họ là người quản giao, có nhiều bạn bè, sống có kế hoạch, làm gì cũng theo sắp đặt trước. Họ quan niệm rằng chỉ có như vậy mới có thể thành công. Song với họ, chỉ kế hoạch không vẫn chưa phải là mấu chốt để giải quyết vấn đề, mà bản thân họ phải rèn luyện ý chí cho mình kiên cường, dám đương đầu với thử thách, dám nghĩ, dám làm, có vậy thì thành công tất sẽ tới ngay. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, trùng với tiết Tiểu Hàn, người tuổi Bính Thìn sinh vào tháng này, phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, song mãi mà không có được thành công. Tuy tài năng chẳng kém ai, nhưng sinh không gặp thời, tâm cao hơn trời, nhưng mệnh mỏng, phúc mỏng, không được như ý muốn, không được anh em, bạn bè giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ, sự nghiệp bước đầu khởi động chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Người này nên giữ cho mình ý chí kiên cường, không dễ dàng sụp đổ trước khó khăn, năng kết giao với những người tài năng, sống khiêm nhường và ham học hỏi, có thế, sự nghiệp mới có cơ may thành công. Quý vị và các bạn thân mến, hành động quyết định vận mệnh con người, sướng khổ hạnh phúc bất hạnh giàu nghèo đều do chính chúng ta quyết định, sống an nhiên đời chẳng buồn phiền. Sau đây là lời Phật dạy về cuộc sống an nhiên. An nhiên là trạng thái cơ thể thư thái không ưu phiền, tự do tự tại, cuộc sống được diễn ra êm đềm không vướng mắc chuyện thế giới. Tâm tính con người sẽ biến đổi theo hoàn cảnh, gặp thuận lợi lòng hân hoan vui sướng, gặp trái tay gai mắt tâm trạng dễ bực dọc nhẹ, thì giữ trong lòng nặng thì buông lời oán trách cay nghiệt. Nhu cầu và tham vọng của con người cũng thay đổi không ngừng, khi nhu cầu này được thỏa mãn thì sẽ sinh ra nhu cầu kia, vì vậy mới có câu lòng tham không đáy. Những người bị cuốn vào ma mãnh của đồng tiền, danh vọng, khó lòng mà thoát ra được. Nếu không tu thân, bình tâm trước cuộc đời này, họ có thể sẵn sàng tạo nghiệp gieo nhân ác, chỉ để thỏa mãn dục vọng, tiền tài. Theo lời Đức Phật, thì nếu thành công quá dễ dàng, chúng ta thường kiêu căng tự phụ, có khó khăn, hoạn nạn, thì ý chí ta mới được rèn luyện, bản thân mới trưởng thành. Cũng giống với đường tăng đang đi thỉnh kinh vậy, phải vượt qua 81 kiếp nạn, bao ải gian khó có thể mất tính mạng, thì mới có ngày được chân kinh tu thành chính quả. Vật chất tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là phương tiện sống, đừng để tính tham sân si khiến ta lao vào vòng xoáy cuộc đời không thoát ra được, để rồi đi gần hết cuộc đời ta mới ngộ ra sống mà chỉ như tồn tại. Muốn bình yên thì bạn cần biết đủ, khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi hay căng thẳng thì đừng cố làm hay suy nghĩ gì nữa, hãy ngồi xuống quán chiếu hơi thở, thiết lập sự bình an để phục hồi năng lượng cho cơ thể và tâm hồn bạn nhé. Trong cuộc sống, đôi khi bạn không biết trân trọng những gì mình đang có, nên bạn không thể sống vui là vì vậy. Bạn có mắt, nhưng bạn lại luôn nhìn mọi người không thân thiện và cảnh vật u sầu,
trong khi người mù họ chỉ ước ao để được nhìn. Bạn có miệng, nhưng bạn lại luôn dùng nó để chửi người khác, trong khi người câm, họ chỉ ước ao làm sao để nói được những lời yêu thương với những người họ yêu. Bạn có tai, nhưng bạn lại không muốn nghe những lời hay ý đẹp, trong khi người điếc, họ chỉ ước ao để được nghe và hiểu được mọi người nói. Bạn có tiền, nhưng bạn lại xài phung phí, trong khi người nghèo họ chỉ ước ao có được một chén cơm. Bạn có người yêu, nhưng bạn lại đòi hỏi đủ điều, trong khi người cô đơn họ chỉ ước ao có được một người để yêu thương. Bạn có thời gian, nhưng bạn lại không biết dùng nó, trong khi người đang hấp hối, họ chỉ ước ao để làm sao cho thời gian đi chậm lại. Bạn đang có tất cả, nhưng bạn lại chán nản, trong khi người đang khổ cực, họ chỉ ước ao có được một phần nhỏ may mắn của bạn thôi, là họ cũng vui rồi. Vậy thì làm sao mà bạn có thể sống vui nếu bạn không biết trân trọng cuộc sống? Đừng than vãn rằng, tại sao cuộc đời tôi cứ gặp bất trắc, đôi khi những bất hạnh của bạn không bằng một hạt cát của người khác. Vì vậy cách sống vui là phải biết trân trọng và tận hưởng những gì mình đang có. Đừng tham lam và xem thường, nếu không thì bạn sẽ mãi mãi khổ vì những đòi hỏi quá mức của bạn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.